Và ok luôn mọi người, thì dưới tiêu đề của video thì hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm chế độ draft, hay còn gọi là chọn cầu thủ á, cho dễ hiểu, trong tựa game FC Ultimate Team ha. Thì ở đây chúng ta sẽ vô phần play nè, mình nhớ là qua bên phải tí, đây chúng ta có phần draft nè. Ở đây có single player draft, online draft, thôi chúng ta sẽ chơi thử single player draft trước đi ha. Wow, để chơi chế độ này là chúng ta phải bỏ ra 15.000 coin hoặc là 300 FC point lận. Damn. Hiện tại thì mình chỉ có 3.500 coin với lại 0 FC point thôi. Thì mình không có chơi cái FC Ultimate Team nhiều. Ok, và mình đã bỏ ra 120.000 để mua 500 FC point ở đây. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào Enter. Chúng ta sẽ dùng 300 FC point để chơi thử chế độ này ha. Thì chúng ta sẽ vừa giải thích để mọi người dễ hiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn độ khó nè, thì mình chắc để mặc định đi, Legend đi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Tiếp theo là đây, chúng ta sẽ có đội hình. Thì nó sẽ cho 4-5 đội hình nè. Đó, chúng ta có 4-4-2 Holding, 4-4-1-1 Attacking nè, tấn công nè, 5-2-1-2, 3-5-2 và 4-2-1-2. Thì ok, mình nghĩ là mình sẽ dùng vòng quay may mắn để chọn ra sơ đồ đi ha. Và đó là sơ đồ 4, có vẻ như đó là sơ đồ 4-1-2-1-2 wide, là 4-1-2-1-2 rộng nè. Rồi, đó là cái sơ đồ cuối cùng luôn. Đây, mình sẽ chọn 4-1-2-1-2 wide ha. Rồi, sau đây chúng ta sẽ có những cái wide. Đầu tiên là chúng ta sẽ được chọn Captain, có nghĩa là đội trưởng nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có đầu tiên là Neymar, thứ hai là Michael Owen, là Trezeguet của Pháp nè, là chị Mathieu, và cuối cùng là Bailey. Nếu sơ đồ này không có tiền đạo cánh trái mà có tiền vệ cánh trái à, thôi mình nghĩ là mình sẽ chọn Michael Owen đi. Đây, chỉ số 89 cũng khá là ổn ấy chứ. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ chọn mình sẽ chơi bắt đầu từ vị trí GK, có nghĩa là goalkeeper, thủ môn trước đi ha. Đây, chúng ta sẽ bấm vô và nó sẽ cho 5 cầu thủ lần lượt để chúng ta chọn. Ui, toàn là những cầu thủ cùi không vậy? Thôi mình sẽ chọn đại ai có chỉ số cao nhất đi ha. Đây, anh Pavenka, chỉ số 77 lần nè. Rồi mình sẽ lấy anh này đi. Rồi tiếp theo thì mình nghĩ lấy LB đi, hậu vệ cánh trái. Mong ra cầu thủ nào ngon ngon tí. Chúng ta sẽ có, ui, ta có đây là Theo Hernandez nè. Nice. Thì dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ lấy Theo Hernandez Team of the Year luôn. Wow, đây là một cầu thủ khá là ngon ha. Và tiếp theo là hậu vệ cánh phải đi ha. Mình sẽ tới hậu vệ cánh phải. Để xem ai đây. Ta sẽ có Rico Lewis nè, Sergio Nodet nè, đây là Ben White của Arsenal, đây là Zambrotta và Cedilla. Thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ lấy Zambrotta đi. Zambrotta có vẻ là ngon nhất rồi, chỉ số cũng cao nhất luôn rồi. Rồi, mình sẽ lấy anh huyền thoại Zambrotta. Tiếp theo là cặp trung vệ, mình sẽ lấy trung vệ trái trước đi. Rồi ai đây, ta có Sol Campbell nè, đây là Gatti của Juventus, chị Leticia của Man United, cô gì đây, cô Sono, khá tên khá lạ ha. Nhớ đây là của Bayer Leverkusen nè, đây là Bacho. Wow, mình có biết chọn ai luôn. Thôi chắc là mình lấy chỉ số cao nhất đi ha. Đây, huyền thoại Sol Campbell, chỉ số 88. Rồi, tiếp theo là hậu vệ cánh phải. Hậu vệ phải nè, là chúng ta sẽ hoàn thành được hàng hậu vệ. Wow, chúng ta có Nesta rồi. New Nesta này khá là ngon nè, chỉ số tới 92 lần. Đây là chị Eriksson của Bayer Munich. Ông này chắc không lấy rồi, chỉ số 75 quá thấp luôn. Kosono hình như hồi nãy chúng ta có bỏ ra một lần rồi đúng không? Và đây là chị Mabilian của Barcelona. Thì chắc chắn là mình sẽ lấy huyền thoại Nesta rồi, chỉ số cao nhất luôn mà. Wow, chúng ta có 3 huyền thoại ở hàng hậu vệ luôn rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy vị trí CDM, có nghĩa là tiền vệ phòng ngự. Để xem chúng ta có ai đây. Uầy, chúng ta có Xavi Alonso luôn. Thì dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ lấy Xavi Alonso thôi. Cầu thủ với nó là quá tuyệt vời luôn, một trong những cầu thủ mình cũng rất là thích nè. Thì bên đây chúng ta có Kakaoglu của Inter Milan. Thì mấy chị nữ này chắc mình không lấy đâu. Tại thường nữ thì sức yếu lắm, không có chắc không thủ được đâu. Mình sẽ lấy Xabi Alonso. Uầy, từ nãy giờ là chúng ta đã có 5 huyền thoại luôn rồi, toàn lấy huyền thoại không à. Rồi, chúng ta sẽ lấy tiếp theo vị trí RM đi, để hoàn thành đôi cánh đi. Để xem ai sẽ đá cặp cùng với lại Michael Owen đây.
chúng ta có, đây là David Beckham. Quay mình cực kỳ thích anh David Beckham này luôn á. Bên đây chúng ta sẽ có Riyad Mahrez nè, cũng khá là xịn ha. Đây là chị Harder, có đến từ câu lạc bộ Bayern Munich. Del Castillo đến từ lạc bộ ở đây mình cũng không nhớ tên nữa, đang chơi League One nè. Đây là Bernardi của Sassuolo nè. Thì dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ lấy huyền thoại Beckham. Trời ơi, đội hình mình tàn huyền thoại không à. Đó, chúng ta chỉ có hai cầu thủ đương đại thôi, là Theo Hernandez và cái anh này Pavlenka. Rồi thôi, chúng ta sẽ để CM để hoàn thành hàng tiền vệ luôn đi. Wow, chúng ta có Rosicky nè. Hình như anh Rosicky này xưa đá cho Arsenal đúng không ta? Mình nhớ là vậy. Ta có Rui Costa. Bên đây là Anderson Talisca nè, người đang đá tại Al-Nassr. Ta có Gozer nè. Rồi bên này là Mihailovic. Khá là khó chọn ha. Mình khá là thích Rui Costa với Rosicky. Thôi mình nghĩ là mình sẽ lấy Rosicky đi. Rosicky chỉ số cao hơn rồi. Mình sẽ Rosicky đi. Và tiếp theo là cặp tiền đạo. Để xem tiền đạo bên trái sẽ có ai đây. Lewandowski quá. Khá là nhiều sự lựa chọn nha. Đúng rồi, chúng ta có Lewandowski. Chỉ số tới 94 khá là cao ha. Ta có Solot, tiền đạo của Villarreal. Ở giữa là Neymar Junior, một cầu thủ cũng khá là xịn ha. Và chúng ta có Marcus Rashford. Đây là Victor Osimhen. Mình sẽ phân vân giữa Lewan với lại Neymar. Thôi mình nghĩ mình sẽ lấy Lewan đi ha. Lewan dù gì cũng chỉ số cao hơn mà, với mình nghĩ cũng xịn hơn á. Rồi, và tiền đạo sẽ đá cặp cùng với Lewan sẽ là ai đây? Đó chính là chúng ta có Sanchez nè, Zaha, chị Morgan. Đây là Tevez nè và Oli Watkins. Chà, khá là nhiều sự lựa chọn ha. Mình đang phân vân giữa Sanchez nè, Carlos Tevez và Oli Watkins. Và mình nghĩ là mình sẽ lấy Oli Watkins ha. Đây là Oli Watkins vào mùa mới nè, Team of the Season luôn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong đội hình chính đây nè. Mà chúng ta còn có cả dự bị nữa. Đây là đây, chúng ta sẽ đến với sub đầu tiên. Dự bị đầu tiên sẽ có ai đây? Chúng ta có, đây là hàng dự bị thủ môn mà. Đã có Gazzaniga. Thứ hai là thủ môn Bunka. Thứ ba là Kosili, Chavalier và Di Gregorio. Và tên khá khó đọc ha. Mấy con thủ môn này mình cũng chả biết ai đâu. Rồi mình sẽ lấy chỉ số cao nhất đi. Và chúng ta còn có thể thay đổi, thay qua đội hình chính luôn nè. Đây thủ môn này có 77 thấp là đúng không? Đó, mình có thể đổi qua luôn cho đội hình nhìn xịn hơn. Rồi, tiếp theo dự bị, người dự bị tiếp theo. Wow, sao cuối vậy? Đây chúng ta có Chimel, Chimbo gì đó. Đây là Yong quá à. Wow, tên khá là vui ha. Đây là Spinazzola của Astroma. Hậu vệ Dante và Franskowski. Thì chắc mình lấy Yong quá đi. Dòng quá chỉ số cao nhất rồi, để dòng quá đi. Rồi, đến với dự bị tiếp theo là sẽ là ai đây? Chúng ta có Zanetti nè. Đây là Kieran Trippier, Zanetti, Covisto, Lizarazu và Klaus nè. Chắc là mình sẽ lấy huyền thoại Zanetti đi nhờ. Ừ thôi, chắc lấy Zanetti đi. Rồi, đến với dự bị thứ tư để xem còn ai xịn không. Ta có, đây là Pachi Guicharo. Tiếp theo là Ginola đó. Đây là một cầu thủ cũng khá là xịn ha. Bersley, Riyad Mahrez và Neymar Garcia. Thì dĩ nhiên rồi, mình sẽ lấy Ginola đi. Mình cũng khá thích Ginola ha. Rồi, đến với hình như là thứ 5 rồi đúng không? Mình không nhớ nữa, đây là thứ 5 rồi. Chúng ta có Rodri nè. Một trong những cầu thủ mình cũng cực kỳ thích luôn. Chúng ta xem qua những cầu thủ khác ha. Chúng ta có Lamoue nè, tên chị này đến từ Pháp, khá là khó đọc ha. Đây là Sanchicho cho gì, tên khó đọc đấy nhờ. Ta có Geyser đến từ Manchester United và đây là Rimando từ Bayer Leverkusen. Thì mình nghĩ mình sẽ lấy Rodri đi, mình khá thích Rodri. Để Rodri dự bị cho Xavi Alonso cũng khá là ngon chứ. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với điều thứ 6. Oh my god! Wow, một dàn cầu thủ xịn luôn. Chúng ta có Lionel Messi, Team of the Year, chỉ số 97. Oh my god. Và thứ hai chúng ta có huyền thoại Eusebio nữa nè. Wow, tại những cầu thủ xịn. Đây là Rafa từ câu lạc bộ Benfica. Magmanaman nè. Anh này thì mình không biết anh này cho lắm.
đây là Benzema nè, bên Ú nè, thì dĩ nhiên rồi, không ai khác mình sẽ chọn đó chính là Lionel Messi. Wow, cầu thủ khá là xịn ha, mình sẽ quăng Messi lên đá thay vị trí của Oli Watkins luôn. Đây rồi, sẽ đổi luôn. Chúng ta sẽ cặp tiền đạo là Lewandowski và Lionel Messi. Wow, hay nè, tiền đạo quá kinh khủng luôn. Và cái dự bị cuối cùng sẽ là những ai đây? Chúng ta có huyền thoại Busquets nè, Tonali của Newcastle, đây là Ona Battle gì nè, khá khó đọc nhờ. Đây là Endo, đây là chị Endo. Và cuối cùng là Pires, thì chắc mình lấy Busquets thôi, chỉ số cao nhất mà. Rồi, và đây là những cầu thủ mà để thay thế cũng được nè, ta vẫn còn khá là nhiều ha. Và chúng ta có đây là Franskowski, hình như nãy mình có bỏ ra một lần rồi nè. Đây là Emre Can, Munila của Atletico Madrid. Và đây là Martin Odegaard và Hanko. Chắc lấy Hanko đi ha, cần thôi, chỉ số 92 nè, khá là cao rồi. Mình lấy Hanko đi. Hanko không biết là thay cho Campbell không nhờ. Thôi tạm thời mình cứ để vậy đi ha. Rồi chúng ta sẽ mở tiếp đi. Để lát hồi mở hết đi rồi chúng ta thay cũng được, không nhất thiết phải thay liền. Ui, tên con hố cuối không nhờ. Spinazzola nãy mình bỏ ra nè. Là Bailey nè, hay Boer, Avila, Weiser. Thôi lấy Spinazzola đi, chỉ số cao nhất rồi. Wow, tiếp tục thôi, vẫn còn tầm 3-4 cầu thủ nữa thôi. Ta có Sterling, Raheem Sterling, Diego Dalot của Man United, Skriniar nè, Guerrero và Cuthbert. Thì chắc Raheem Sterling đi, tại mấy cầu thủ này chỉ có Sterling ngon nhất rồi. Rồi, chúng ta sẽ speed run luôn. Wow, lại Ben Ú à. Wow, chúng ta có Ben Ú với lại Vinny nè. Wow, mình không biết là nên chọn ai đây, Vinny hay là Ben Ú nhờ. Thôi mình nghĩ là mình sẽ chọn Ben Ú đi ha. Đây, mình sẽ lấy Ben Ú đi. Mặc dù mình cũng khá thích Vinny luôn á, khá là thần tượng Vinny. Nhưng mà thôi, chúng ta lấy Ben Ú đi. Rồi, wow, dĩ nhiên rồi, mọi người biết mình sẽ chọn ai đúng không? Dĩ nhiên là Ruud Gullit rồi. Nhưng mà để xem qua trước đi ha, chúng ta có Alex Moreno nè, chắc không lấy rồi, chỉ số 80 à, khá thấp. Đây là chị Sama Paralulo, chơi vị trí tiền đạo cánh trái, chỉ số 89. Đây là Azpilicueta, và cuối cùng là Loftus-Cheek. Thì dĩ nhiên là mình sẽ lấy Gullit rồi, Gullit sẽ đa nhiệm hơn. Và cuối cùng là hình như là manager, đây là kiểu huấn luyện viên đúng không? Wow, chúng ta có ông này là Insua gì đó của Argentina. Đây là chúng ta có Pep Guardiola, Skinner, Gare và Dabot. Thì dĩ nhiên là mình sẽ lấy Pep Guardiola rồi, một chiến lược gia phải nói là quá tài ba luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có gì đây? Đây là top player bên trái, chúng ta thấy ba top player nè, là ba cầu thủ xịn nhất của team, là lượt là Messi nè, Xabi Alonso và Theo Hernandez. Chỉ số tấn công của đội hình của chúng ta là 90 nè, hàng tiền vệ là 84 và defender là hậu vệ là 87 nè. Ok, và đây sẽ là đội hình của chúng ta. Ở chơi cao nhất là cặp tiền đạo Lewandowski và Lionel Messi. Ở hàng tiền vệ chúng ta có lực tiền vệ tấn công là mình sẽ thay thế Rosicky bằng Ruud Gullit nè. Tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso. Cặp đôi cánh của chúng ta sẽ là Ginola và David Beckham. Cặp trung vệ sẽ là Son Campbell và Nesta. Hai hậu vệ cánh sẽ là lực là Theo Hernandez và Zambrotta. Và cuối cùng là thủ môn gì đó mình cũng quên tên rồi. Dự bị chúng ta cũng khá chất lượng khi chúng ta có sự xuất hiện của Ben Ú, Benzema nè, Hanko, huyền thoại Zanetti và Michael Owen. Đã có Rodri nè, Oli Watkins và Rosicky. Ok, và đây là toàn bộ đội hình những cầu thủ ráp, những cầu thủ mà mình đã chọn ra ha. Sau khi chơi xong thì mình thấy chế độ này cũng khá là thú vị ha. Và mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Và nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe. Và nếu mọi người có thử thách dành cho mình, giống như là chỉ chọn những cầu thủ đến từ Premier League nè, hay là La Liga, hoặc là những cầu thủ đã từng tham dự Champions League, thì đừng ngần ngại để lại comment phía bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.